Như vậy, ở nơi hiện tại có tu hữu lậu mà ở vị lai sẽ được vô lậu, cho đến khi vào được đệ nhị thiền thanh tịnh thì được vô lậu hoàn toàn. Nhờ tu chín phẩm giải thoát, tám vô ngại đạo và tám giải thoát vô lậu đạo mà thiền giả ra vào vô ngại nơi hữu lậu và vô lậu vậy. Từ sơ thiền đã tu hữu lậu để dẫn đến vô lậu đạo, vào đệ nhị thiền tu tịnh vô lậu, khỏi tu hữu lậu xứ, vào vô lậu xứ, rồi tiến tu phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Khi đã ly dục hoàn toàn là có đủ chín vô ngại đạo và tám giải thoát vô lậu đạo. Nếu tu thêm giới thiện căn vô lậu đạo để trừ vô định tâm thì sẽ có được hết thảy chín vô lậu đạo. Lại nữa, có hai trường hợp tu, đó là đắc tu, hành tu. Đắc tu là trước chưa được mà nay được rồi, ở vị lai cũng sẽ được. Hành tu là được ngay nơi cảnh hiện tiền, không trước không sau, không cần phải tu các pháp khác. Lại nữa, thiền định tóm lược có 23 tướng gồm 8 vị, 8 tịnh và 7 vô lậu. B. 6 nhân gồm tương ưng nhân, cộng nhân, tương tợ nhân, báo nhân, biến nhân và danh nhân. Hết thầy các vô lậu nhân đều là tương tợ nhân cả. 4 duyên gồm nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên. Hết thảy các duyên đều có hai phần hữu lậu và vô lậu. Sơ thiền vô lậu định thứ lớp duyên sáu địa xứ dẫn sanh sáu định, đó là hai tự địa và bốn thượng địa. Nhị thiền vô lậu định thứ lớp duyên tám địa dẫn sanh tám định, đó là hai tự địa, hai hạ địa và bốn thượng địa. Tam thiền vô lậu định thứ lớp duyên mười địa dẫn sanh mười định, đó là hai tự địa, bốn hạ địa và bốn thượng địa. Tứ thiền vô lậu định và không vô biên xứ hữu định cũng như vậy. Vô biên thức xứ hữu định duyên chín địa dẫn sanh chín định, đó là hai tự địa, bốn hạ địa và ba thượng địa. Vô sở hữu xứ hữu định duyên bảy địa dẫn sanh bảy định, đó là hai tự địa, bốn hạ địa và một thượng địa. Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ hữu định duyên sáu địa dẫn sanh sáu định, đó là hai tự địa và bốn hạ địa. Tất cả các tịnh địa khác đều lợi ích cho tự địa cả. Sơ thiền vị thứ lớp sanh hai tịnh địa vị, một tịch và một chiếu, dẫn đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng là như vậy. Tịnh vô lậu thiền duyên hết thảy các xứ. Duyên thiền vị có nghĩa là duyên mùi vị thiền ở nơi tự địa. Vô lậu duyên là không duyên. Tịnh vô lậu vốn không duyên xác định, cũng không duyên hạ địa. Hữu lậu duyên chỉ là tăng thượng duyên cho hết thảy bốn vô lượng tâm, tám bối xả, tám thắng xứ, mười nhất thế nhập. Tất cả đều duyên cõi dục, riêng năm thần thông duyên cả cõi dục và cõi sắc. Các định khác đều tùy theo chỗ mà duyên, riêng diệt thọ tưởng định là không có chỗ duyên. Bồ Tát ở nơi hữu lậu, dùng hữu lậu để duyên vô lậu nên được đệ tứ thiền tâm tự tại, lại dùng vô lậu đệ tứ thiền mà luyện hữu lậu, đệ tam thiền, đệ nhị thiền và sơ thiền cũng đều như vậy cả. Hỏi thế nào gọi là luyện thiền? Đáp: các bậc thánh hiền ưa vô lậu định, không ưa hữu lậu định. Này muốn tận trừ cặn bã nên phải dùng vô lậu để luyện hữu lậu, giống như luyện kim vậy. Từ nơi hữu lậu vào tịnh thiền gọi là luyện thiền. Lại nữa, trong quá trình luyện thiền, thiền giả thường đạt được những thiền vị như hữu đảnh thiền, nguyện trí, bốn biện tài, vô chánh, tam muội. Hữu đảnh thiền có hai thứ là A-la-hán hữu đảnh pháp và A-la-hán bất hoại pháp. Chư vị A-la-hán ở nơi hết thảy thâm thiền định được tự tại khỏi hữu đảnh thiền. Nguyện trí là nguyện được biết ba đời, nguyện trí nhất về đệ tứ thiền ở cõi dục. Biện tài gồm có pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện và lạc thuyết vô ngại biện. Pháp vô ngại biện và từ vô ngại biện nhất về sơ thiền ở cõi dục, còn hai vô ngại kia nhất về đệ tứ thiền ở cõi dục, vô chánh tam muội. Và được bốn vô xác định là được vô chánh tam muội, khiến tâm không còn khởi đấu tranh nữa. Hỏi: được các thiền vị rồi có được các pháp khác nữa không? Đáp: định vị sanh rồi cũng có khi bị mất, có khi dẫn sanh được tịnh thiền. Tịnh thiền sanh là liền được ly dục, được cửu địa vô lậu định. Đệ tứ thiền và vô xác định chưa đạt được tịnh thiền, chặng giữa đó còn phải tu đoạn kiết sử. Tuy chưa được tịnh thiền nhưng cũng đã tương ưng với xả căn,
Nếu thành tựu được hạ địa thiền mà có xả căn thì được biến hóa tâm. Nơi sơ thiền và đệ nhị thiền có ba thứ biến hóa tâm, đệ tam thiền có bốn thứ biến hóa tâm, nơi đệ tứ thiền có năm thứ biến hóa tâm, nơi đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền mà muốn nghe muốn thấy, thiền giả dùng phạm thiên nhĩ và phạm thiên nhãn. Đến khi thức diệt rồi thì có được bốn vô lượng tâm, năm thần thông, tám bối xả, tám thắng xứ, 10 nhất thế nhập, chín thứ đệ định, ba tam muội, ba giải thoát môn, ba vô lậu căn, 37 phẩm trợ đạo, tất cả đều do thiền ba la mật sanh. Hỏi: vì sao chỉ nói đến thiền mà không nói đến thiền ba la mật? Đáp: thiền là căn bản, khi đã được thiền rồi, phát tâm thương xót chúng sanh, thấy rõ các diệu lạc của thiền mà chúng sanh không biết đến, khiến phải lăn lóc trong khổ đau. Quán như vậy rồi, phát tâm đại bi, lập hoằng thệ nguyện dẫn dắt chúng sanh vào thiền định, khiến họ đều được nội pháp lạc. Khi nơi thiền lạc mới được Phật đạo, khi được Phật đạo rồi mới gọi là thiền ba la mật. Người tu thiền mà không thọ thiền vị lạc, không cầu quả báo, chỉ muốn điều tâm vào thiền định, dùng phương tiện trí huệ sanh về cõi dục để độ thoát chúng sanh mới gọi là được thiền ba la mật. Khi Bồ Tát nhập vào thâm thiền định, tất cả hàng trời người chẳng một ai biết được chỗ sở duyên của Bồ Tát. Vì sao? Vì ở nơi các pháp Bồ Tát đều thấy, nghe hay biết mà tâm không động. Trong kinh có chép lời của Duy Ma Cật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: pháp an tọa của Bồ Tát là chẳng y nơi thân, chẳng y nơi tâm, chẳng y nơi ba cõi. Bồ Tát tuy ở trong ba cõi, tuy an tọa trong đó mà thân tâm đều bất khả đắc. Lại nữa, có người nghe nói đến thiền định lạc, mới xa lìa thế gian dục lạc để cầu được thiền định, của Bồ Tát chẳng phải như vậy, vì thương xót chúng sanh mà Bồ Tát cầu thiền định, phát tâm đại bi, nguyện không rời bỏ chúng sanh. Ngay trong thiền định, Bồ Tát vẫn phát tâm đại bi, vì Bồ Tát biết thiền lạc là nội lạc mà các chúng sanh không biết đến, khiến phải trôi lăn trong sanh tử. Ví như người có nhiều của cải mà mê muội không hay biết đến, khiến phải đi ăn xin. Người trí thấy vậy thương xót, chỉ cho người ấy biết chỗ cất giấu bảo châu trong chéo áo. Nhờ vậy mà người ấy thoát khỏi cảnh nghèo đói. Cũng như vậy, chúng sanh vốn sẵn thiền lạc mà không biết đến, khiến phải cam chịu cảnh khổ đau. Bồ Tát dạy chúng sanh xa rời vọng chấp điên đảo, rời bỏ thế gian dục lạc để khai thác thiền định lạc có sẵn nơi mình, khiến họ được tâm an ổn. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ thật tướng của các pháp nên mới nhập vào thiền định, được tâm an ổn mà vẫn chẳng nắm chấp thiền lạc vị. Hỏi: chư vị A-la-hán và Bích Chi Phật cũng không nắm chấp thiền vị, như vậy vì sao các ngài không được thiền ba la mật? Đáp: mặc dù không đắm mùi thiền, nhưng trừ vị A-la-hán và Bích Chi Phật không phát tâm đại bi nên không được thiền ba la mật. Ngoại đạo cũng tu thiền, nhưng khi tu thiền họ phạm ba lỗi lớn, đó là đắm mùi thiền, tà kiến, kiêu mạn. Chỉ riêng Bồ Tát mới được thiền ba la mật. Bồ Tát vào thiền định vì muốn tu tập hết thảy các pháp. Dù ở trong thiền định, Bồ Tát cũng chẳng bao giờ quên chúng sanh, dẫn đến các côn trùng nhỏ bé, Bồ Tát cũng sanh tử niệm. Trong kinh Bổn Sanh có chép một chuyện sau đây: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, một thời làm tiền nhân Loa Kế, thường hành tứ thiền, đạn hơi thở ra vào, nhất tâm tọa thiền dưới gốc cây, chẳng hề lay động. Chim ở trong rừng tưởng ngài là cây khô, đến làm tổ trên đầu tóc và đẻ trứng trên đó. Bồ Tát ở trong thiền, nếu biết trên đầu, biết trên đầu mình có chim đang ấp trứng, tự suy nghĩ, nếu ta cử động thì chim mẹ chẳng đến ấp trứng nữa, các trứng kia ắt sẽ bị hư thối. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát vào thâm thiền định, chờ cho các trứng nở ra chim con, và các chim con đều có đủ sức bay đi rồi mới xuất thiền, rời chỗ ngồi đi nơi khác. Hỏi: vì sao Bồ Tát có thể hành thiền ba la mật như vậy được? Đáp: vì Bồ Tát đời đời tu các công đức cho nên tâm lúc nào cũng nhu nhuyễn. Các người tu các thiền khác, khi quán vô thường, khổ, không, vô ngã, chỉ ly dục nơi tổng tướng của các pháp. Còn Bồ Tát ở nơi tổng tướng cũng như nơi biệt tướng đều hoàn toàn ly dục. Ví như trường hợp các vị tiên nhân, khi nghe ca hát, có thể mất thần thông dẫn đến hàng thanh văn, dù có tu thật tướng các pháp, nhưng khi nghe tiếng đàn cầm của Atula tán Phật cũng còn bị tâm loạn động. Bồ Tát tự tại ra vào các thiền, chẳng ai có thể biết được Bồ Tát trú xuất ở thiền nào. A-la-hán Bích Chi Phật còn chưa biết được, huống nữa là phàm phu.
Bồ Tát nhập sơ thiền cũng khác với người thường nhập sơ thiền, dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ cũng như vậy. Bồ Tát tự tại siêu xuất sơ thiền vào đệ nhị thiền, đệ tam thiền hoặc nhập đệ tứ thiền, nhập diệt thọ tưởng định. Ở nơi diệt thọ tưởng định lại khởi vào vô sở hữu xứ, vào thức xứ, vào hư không xứ. Bồ Tát tự sơ thiền tùy ý siêu xuất các thiền khác. Hàng thành phần vì sức thiền định còn yếu chẳng có thể làm như vậy được. Bởi nhân duyên vậy nên phân biệt thiền ba la mật là thiền của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát nhập thiền định nhiếp tâm bất động mà vẫn có thể vì chúng sanh khắp mười phương thuyết pháp, như vậy gọi là thiền ba la mật. Hỏi, trong kinh nói trước có giác, có quán, có tư duy, rồi sau mới vì chúng sanh thuyết pháp. Khi nhập thiền định không có giác quán, như vậy làm sao nói là Bồ Tát ở trong thiền định mà vẫn thuyết pháp cho chúng sanh? Đáp, mặc dù thân Bồ Tát đã ly sanh tử, nhưng pháp thân của Bồ Tát vẫn thường trú bất động. Pháp thân Bồ Tát rõ biết hết thảy các pháp tướng cũng như thường trú như thiền định tướng. Nên dù bất động ở trong định, pháp thân của Bồ Tát vẫn có thể biến hóa vô lượng thân để vì chúng sanh thuyết pháp. Ví như đàn cầm của các Atula tự phát ra âm thanh tùy theo ý người nghe mà Atula chẳng cần dụng tâm kẻ đàn vậy. Cũng như vậy, vì Bồ Tát có vô lượng phước đức, thiền định trí huệ, lại có nhân duyên với chúng sanh, nên chúng sanh tùy ý niệm mà có thể thấy được pháp thân của Bồ Tát, mà có thể nghe được pháp ấm của Bồ Tát vậy. Cùng một lúc, những chúng sanh san tham nghe thuyết về bố thí, những chúng sanh sân si giải đãi nghe thuyết về trì giới nhẫn nhục, thiền định trí huệ, vân vân. Bồ Tát quán hết thảy các pháp dù động dù tĩnh đều là chẳng phải hai tướng, bất nhị tướng, khác hẳn với người tâm còn loạn động mà tưởng mình đã có định vậy. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây. Có một vị tiên nhân tên Bất Đà La có được năm thần thông. Một hôm, vị tiên nhân này bay đến cung điện nhà vua thọ thực. Ngay trong buổi yến tiệc, bà hoàng hậu lấy tay chạm vào chân vị tiên nhân, khiến ông sanh tâm đắm trước và liền bị mất thần thông, phải xin xe của nhà vua đưa về rừng. Có một vị tiên nhân tu được năm thần thông nhưng chưa nhất tâm. Vị này nghe chim hót trên rừng liền bị loạn ý, bỏ rừng đến tu bên dòng sông. Ở đây ông lại nghe cá đấu tranh nhau dưới nước, khiến ông chẳng thể nhập vào thiền định được. Ông liền nổi sân hận, đang ở trong thiền định khởi sanh loạn tâm chấp đắm, rồi giết cá chém chim, tạo nên vô lượng tội ác. Trong hàng đệ tử của Phật có một vị tỳ kheo đã được đệ tứ thiền rồi, nhưng tự mãn chẳng còn muốn tiến tu thêm nữa. Đến khi gần chết, vị tỳ kheo ấy ở trong đệ tứ thiền quán thấy thân trung ấm của mình, bèn khởi sanh tà kiến, nghĩ rằng mình đã được đạo. Vừa giấy tà niệm, vị ấy liền bị đọa địa ngục. Chúng tỳ kheo hỏi Phật, vị tỳ kheo này mạng chung sanh về đâu? Phật dạy, tỳ kheo ấy đã sanh về địa ngục. Các tỳ kheo rất làm ngạc nhiên hỏi Phật để xin được giải thích. Phật dạy, tỳ kheo ấy đã được đệ tứ thiền mà sanh tâm tăng thượng mạng. Khi gần chết, thấy thân trung ấm của mình để khởi sanh tà kiến, cho rằng mình đã đắc A-la-hán từ kiếp trước, kiếp này sanh trở lại làm người, rồi cho rằng Phật đã nói dối với mình. Bởi nhân duyên vậy nên ngay ở nơi thân trung ấm ấy hiện ra ngục A Tỳ và liền đã ngay vào nơi đó. Rồi Phật thuyết kệ rằng dù đa văn trì giới thiện, dù đã có nhiều công đức, nếu chưa được pháp vô lậu vẫn chưa thể tránh khỏi đọa. Vị tỳ kheo này do đã khỏi phiền não chấp định tướng của cảnh thiện mà sanh tâm kiêu mạn tự mãn nên phải đọa về địa ngục. Bồ Tát chẳng thủ loạn tướng, cũng chẳng thủ định tướng, nên thiền của Bồ Tát mới được gọi là thiền ba la mật. Hỏi, tướng của sơ thiền là ly dục, là trừ năm cái, là nhiếp tâm an định. Như vậy vì sao lại nói Bồ Tát không xả năm cái? Đáp, Bồ Tát lợi căn thượng trí nên chẳng xả năm cái, chẳng thủ tướng thiền mà tâm vẫn an định. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là không, ví như tham dục chẳng phải là nội pháp cũng chẳng phải là ngoại pháp. Nếu là nội pháp thì chẳng cần đợi ngoài mới sanh, nếu là ngoại pháp thì ở nơi ta cũng chẳng có sao cả. Tham dục cũng chẳng phải từ đời trước đến, vì hết thảy pháp chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu cả. Vậy thì tham dục cũng chẳng phải từ đời trước đến, cũng chẳng truyền đến đời sau, cho nên ở nơi năm tình xúc chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt. Vì sao? Vì nếu trước đã sanh thì sau cũng phải có.
Như vậy chạm giữa cũng phải có. Nếu nói chạm giữa không có thì làm sao có trước có sau được. Nếu nói trước tham dục đã tự có rồi thì tham dục là vô sở sanh, là chẳng có chỗ sanh vậy. Nếu nói nhất thời sanh thì là vô sanh vậy. Ngày nơi vô sanh mà có sanh thì chỗ sanh đó là vô phân biệt. Lại nữa, tham dục rất bất nhất bất nhị, chẳng phải một mà cũng chẳng phải hai. Nếu chẳng có người tham dục thì tham dục là bất khả đắc. Bởi vậy nên biết tham dục do duyên hòa hợp mà sanh khởi, mà đã do duyên sanh thì tham dục là tự tánh không. Như vậy nếu pháp tham dục và người tham dục khác nhau thì cả hai đều là bất khả đắc. Còn nếu pháp tham dục và người tham dục là một thì là vô phân biệt, cũng là bất khả đắc vậy. Pháp đã vô sanh thì cũng là vô diệt, mà đã chẳng sanh chẳng diệt thì cũng chẳng có định, chẳng có loạn gì cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát quán tham dục cùng thiền là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Cả bốn triền cái kia cũng là như vậy. Quán được như vậy là quán thật tướng của các pháp. Lại nữa, Bồ Tát quán năm triền cái là vô sở hữu, là vô tướng, mà đã là vô tướng thì cũng tức là thật tướng vậy. Như vậy năm triền cái tức là thiền, thiền tức là năm triền cái. Bồ Tát quán năm triền cái là thiền định, rồi y nơi đó tiến thẳng đến chỗ vô sở y vào thâm thiền định, gọi là thiền ba la mật. Khi Bồ Tát hành thiền ba la mật thì năm ba la mật kia trợ giúp cho thiền ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi thiền ba la mật có đầy đủ lực nên được thần thông vô ngại, chỉ trong một niệm mà cúng dường được chư Phật khắp cả mười phương. Bồ Tát dùng lực của thiền ba la mật mà biến hóa vô biên thân vào trong năm đạo chúng sanh, dùng ba thừa giáo để giáo hóa họ. Bồ Tát vào thiền ba la mật trừ các pháp bất thiện, hành đại từ bi, được đại trí huệ, rõ biết thời tướng các pháp, nên được chư Phật trong khắp mười phương đều hộ niệm. Bồ Tát vào thiền ba la mật dùng thiên nhãn quán chúng sanh trong năm đạo ở khắp mười phương, thấy có chúng sanh đã thọ thiền vị mà do đắm mùi thiện cũng bị đọa làm cầm thú, lại thấy có chư thiên ở bên hồ bảy báu đầy hoa đẹp hương thơm mà khởi sanh tự mãn tự đắc, để rồi cũng phải đọa vào địa ngục. Lại thấy có người được thế trí biệt thông mà chẳng có tu đạo, để phải đọa làm thân heo, thân dê. Lại thấy có chúng sanh hết khổ rồi lại khổ, hết vui rồi lại khổ, hết giàu rồi lại nghèo, hết phú quý vinh hoa rồi lại bần cùng hạ tiện. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khởi tâm đại bi, càng ngày càng lớn mạnh hơn lên, chẳng tiếc thân mạng, vì chúng sanh cần cầu Phật đạo. Thiền ba la mật của Bồ Tát là thiền không định không loạn, như lời Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất. Bồ Tát trú trong thiền ba la mật, không định, không loạn, không chấp thiền vị. Hỏi thế nào gọi là loạn? Đáp, loạn có ba nguyên nhân gây nên, đó là ái nhiều, mạn nhiều và kiến chấp nhiều. Loạn có thể thô trọng, có thể phi tế. Hỏi thế nào là ái nhiều? Đáp là khi đã hết được thiền định lạc mà sanh tâm ái chấp mùi thiền. Hỏi thế nào là mạn nhiều? Đáp là khi được thiền định rồi tự nghĩ rằng việc khó làm mà ta làm được nên sanh tâm tự cao tự mãn. Hỏi thế nào gọi là kiến chấp nhiều? Đáp là vào thiền định rồi mà còn chấp ngã kiến, phân biệt chấp các tướng ở nơi thiền định là thật có. Hỏi thế nào gọi là loạn vi tế? Đáp do nhân duyên được thiền định rồi mà thối tâm khởi vi tế tham, như là đắm chấp mùi thiền. Hỏi vì sao nói đắm chấp mùi thiền là vi tế tham, là vi tế ái chấp? Đáp hết thảy phiền não đều do đắm trước, ái và thiền tuy cùng động cơ dục thúc đẩy, nhưng có nhiều sai khác. Thiền là dục hướng thượng, đòi hỏi sự nhiếp tâm kiên cố, ái là sự đắm trước mê muội khó xả. Lúc ban đầu do mong cầu chóng được thiền định, mà thiền giả lấy ái làm tánh, thế nhưng khi được thiền định rồi, nếu đắm chấp mùi thiền thì thiền giả lại tự phá hoại thiền định của mình. Bởi vậy nên gọi ái thiền vị là loạn vi tế. Ví như người hành bố thí mà chấp quả báo thì được phước hữu lậu. Người vào thiền định mà còn đắm mùi thiền thì chẳng sao có được thiền ba la mật. Hết quyển 17.